Xin chào anh em nhé, mình xin giới thiệu đến anh em những cái sản phẩm sau đây. Anh em nào yêu sản phẩm nào thì alo cho mình. Anh em đến với kênh của mình thì cho mình xin một nút đăng ký kênh nhé anh em nhé. Trước tiên mình xin giới thiệu đến anh em một cặp loa JBL. Đây là một cặp loa JBL có model là LX600. Con này nó sử dụng 3 driver anh em ạ. Một con bass 25 màng giấy gân mút, một con chung và một con tép đôm. Đây là một đôi loa JBL rất hay, 3 nước cộng tác, design của Mỹ, củ của Pháp, lắp ráp tại Đan Mạch. Giá mình đang bán cho anh em là 8.800.000. Một đôi loa tuyển chọn đẹp xuất sắc anh em ạ. Mình đang kết hợp với nó là một con Pau LOD HMA 7500. Đây là một con Pau rất hay, mà là một con Pau khủng. Nó có hai đồng hồ VU, chạy 4 con sò sắt, sò móc phép anh em nhé, của chính hãng LOD luôn. LOD là của Hitachi đấy anh em. Công suất của nó là 190W, chạy 2 con nguồn và 4 con tụ lọc, tiếng rất hay. Nếu mà như con Pau này mà nó vào cái những thương hiệu như là Ma Răng này, Lúc Man này, thì anh em biết là giá nó độ cao như nào rồi. Mà con Pau này mình đang bán cho anh em là 8.500.000. Mình phải nói rằng với anh em là đây là con Pau rất hay nhá anh em nhá, mà rất khỏe, tiếng bass đầm chắc gọn. Anh em có thể ghép van thêm một con rè vang vào là hát karaoke, ghép vào những cái dòng loa boss ấy, đánh hai cặp loa boss là 301 là vô tư anh em. Trở kháng của nó là từ 4 đến 16 ohm, nó đánh được hai cầu loa. Mình đang chơi ở cầu A, đây mình đang chơi ở cầu A này anh em này. Con Pau rất đẹp, LOD 7500 anh em nhá. Mình đang mượn cái con lọc xì, hay còn gọi là Equalizer BSG của Mỹ. BSG Equal 5000 model của nó nhá anh em nhá. Con này nó có đèn nước này, đèn cần này, đèn tia này và đèn dì vọt này, mình đang để nhỏ. Con Pau này mình đang bán là 8.500.000. Con lọc xì BSG của Mỹ mình đang bán 12.500.000. Anh em yêu sản phẩm nào thì alo cho mình. Đôi loa JBL LX600 là 8.500.000, 8.800.000. Rất hay anh em ạ. Anh em yêu sản phẩm nào alo cho mình nhá. Đến với kênh của mình cho mình xin nút được đăng ký kênh. Mình lại tiếp tục lên một tí. Đây nó có hiệu ứng gì vọt này anh em này. Có đèn nước này, đèn cần này, đèn gì vọt này và đèn tia này. Mình xin báo giá lại cho anh em nhé. Đôi loa JBL LX600 mình đang bán 8.800.000. Con Pau LOD 7500 mình đang bán 8.500.000. Và con lọc xì BSG 5000 của Mỹ mình đang bán 12.500.000. Anh em yêu sản phẩm nào thì alo cho mình. Đến với kênh của mình cho mình xin nút đăng ký kênh. Xin chào tạm biệt anh em.